Anh à? Ô, thế hôm nay ở nhà? Dạ vâng, hôm nay em ở nhà. Có chuyện gì đấy anh? À, tình hình là em đến tháng rồi đấy. Ơ, em đã đến tháng đâu anh? Ô, thế anh tính từng ngày một rồi, không sai được đâu. Anh tính ngày đến tháng của em à? Anh tính của từng cái đứa ở trong cái xóm này luôn. Anh tính của tất cả những đứa con gái trong xóm này luôn. Ừ, chuẩn. Nhưng mà em đã đến tháng đâu. Ơ hay, anh tính từng ngày một đấy, không sai được đâu. Nhưng mà em chưa đến tháng. Em đến tháng thì em phải biết chứ ạ? Đây này, từ ngày này đến ngày này, đúng hôm nay ấy, là đến ngày em đóng tiền nhà rồi. Không sai được đâu. Đóng tiền đi. Chưa thế. Thế mà em cứ tưởng.